Ngài Thượng Đình Tử Phật Tánh là người khí lực, bốn vô sở quý, đại bi, tam nhượng. Tất cả chúng sanh đều có ba thứ ấy, tức là đều có người khí lực, bốn vô sở quý và đại bi, tam nhượng đó. Vì sao khi phá trừ phiền não thì được thấy? Thì những cái đó là do phá trừ phiền não rồi được. Thì Phật Tánh cũng vậy, hàng nhất chuyển đề, sau khi phá trừ nhất chuyển đề thì có thể được ba thứ ấy. Do nghĩa này nên Phật thường tuyên nói tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh, là ai là phá được những phiền não thì đều thấy, đều thấy cho nên đều có. Thầy Thượng Nhân Tử, tất cả chúng sanh đều đồng có 12 nhân duyên, cũng có nội cũng có ngoại. 12 nhân duyên là thế nào? Những gì là 12? Đây Phật giải thích. Phiền não quá khứ gọi là vô minh, tức là cái phiền não mình tập hợp của thời quá khứ thì cái đó gọi là vô minh. Nghiệp quá khứ gọi là hành. Trong đời hiện tại, lúc sơ cởi thọ thai gọi là thức. Cái thọ thai ban đầu tới thọ thai là thức. Năm phần nhập thai chưa đủ bốn, chưa đủ bốn căn gọi là danh sắc. Nên khi mà nhập thai chưa có những cái bộ phận, mà chỉ có phần tinh thần với phần vật chất nó hòa hợp lại, chứ mà chưa có cái hình thức có tai có đầu đó, thì gọi đó là lúc cái danh sắc. Đầy đủ bốn căn gọi là lục nhập, tức là có tai có đầu có chân rồi đó. Chưa phân biệt cổ vui gọi là xúc, tức là chạm mà chưa phân biệt khổ vui. Nhiễm tập một ái gọi là thọ, tức là khi mà có những cái nhiễm tập, những cái ưa thích thì gọi là thọ. Chữ một là trường, tức là trường trong cái ưa thích gọi là thọ. Quen dần ngũ dục thì gọi là ái. Tham cầu trong và ngoài thì gọi là thủ. Vì sự trong ngoài mà khởi nghiệp thân khẩu ý, đây gọi là hữu. Hữu tức là gây cái nghiệp đời sau. Thức đời hiện tại gọi là vị lai sanh. Cái thức đời hiện tại này rồi sau này nó đi đầu thai nữa thì gọi là sanh. Hiện tại danh sắc lực nhập xuất thọ thì gọi là vị lai lão bệnh tử. Vậy thì tức là cái phần hiện tại của mình từ xúc thọ tự, thọ ái thủ hữu đó, trong mấy cái đó, nghĩa là khi mà có thân rồi có xúc chạm rồi có ưa thích nhân dân thì cái khoảng đó thì hiện tại thì gọi là lục nhập xúc thọ ái thủ, còn vị lai thì gọi là lão tử, lão bệnh tử. Đây gọi là 12 nhân duyên. Thì đó là Đức Phật Ngài giải thích chữ nghĩa của 12 nhân duyên. Ngài Thượng Nhân Tử, tất cả chúng sanh giàu có 12 nhân duyên như vậy, hoặc có kẻ chưa đủ, như lúc ca la lã chết thì không có 12. Ca la lã tức là cái bào thai mà nó còn ở trong cái bào thai mà chưa có đủ hình tướng, rồi nó chỉ bị hư thai đi, chỉ là chết, thì lúc đó nó đâu có đủ 12 nhân duyên. Từ sanh đến lão thì đủ 12 nhân 12, tức là sanh ra rồi tới già tới chết thì đó là đủ 12. Chúng sanh cõi sắc không có ba thứ thọ, ba thứ xúc, ba thứ ái, không có già bệnh nhưng cũng được gọi là đầy đủ 12, tức là cõi sắc giới. Thì mấy thứ đó nó không có rõ ràng nhưng mà cũng vẫn gọi là đủ 12. Chúng sanh cõi vô sắc thì không sắc, tức là không có danh sắc á, có danh mà không có sắc, nhẫn đến không lão bệnh nhưng cũng được gọi là đủ 12, vì nhất định được lại tới cái gì ở cõi vô sắc. Sau này nếu mà họ hết trước ở đó thì họ đọa lại, họ cũng đủ 12 nhân duyên. Vì thế nên nói rằng chúng sanh đồng đầy đủ có 12 nhân duyên, dù cõi sắc giới, cõi vô sắc giới nó có những cái không có đủ nhưng mà cũng vẫn nói được là đủ. Phật Tánh cũng như vậy, tất cả chúng sanh quyết định đặng sẽ đặng thành vô cùng bồ đề,
Do đây nên nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cái đó được quyết định được, cho nên nói là tất cả đều có. Này cũng năm tử dưới tuyết có cái cỏ trong nhẫn nhục, đây là Đức Phật dùng cái thí dụ, nghĩa là tuy rằng trên núi tuyết có cỏ nhẫn nhục, bò ăn thì không tức địa hồ, rồi có những cỏ khác nữa bò ăn thì không có tức địa hồ, nhưng mà không gì lạ các con bò khi ăn cỏ khác không có tức địa hồ mà nói núi tuyết không có cỏ nhẫn nhục nữa. Phật tánh như vậy, núi tuyết là dụ là nói Như Lai, cỏ nhẫn nhục là nói cái đại nhất bàn, những cỏ khác là nói về hai bộ kinh. Chúng sanh nếu có thể được nghe, được học hỏi đại nhất bàn thì thấy được Phật tánh trong 12 bộ kinh, dầu chẳng nghe có nhưng chẳng thể nói rằng không có Phật tánh. Thì quý vị thấy người học kinh đại nhất bàn thì sẽ được Phật tánh, sẽ thấy Phật tánh. Tại sao? Bởi vì kinh nhất bàn là chỉ quán nhất tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mình nghe, mình nhận, mình hiểu, mình tin được, thì mình tin hiểu được thì gọi là mình thấy, chứ không phải là mình như bồ tát học trụ thấy mờ mờ, mình đâu có thấy được rõ. Nhưng mà nhờ cái tin nhận, mà tin nhận thì gọi đó là thấy. Này đây là cái lối lý luận của Ấn Độ cùng tứ cú đó, là một chẳng phải một, chẳng phải một đó, thì luôn luôn có cái đó như sự thật tứ cú, nhưng mà kết luận là có hai thôi, là phải và chẳng phải, chứ không có gì. Nhưng mà tại vì cái lối dùng Ấn Độ hồi xưa nó có tính cách lý luận quá, cho nên nhiều khi thì nói nó hơi dài dòng, nó khó hiểu. Đây Phật mới nói Phật tánh đây cũng là sắc, cũng là chẳng phải sắc, chẳng phải là chẳng phải sắc. Chẳng phải sắc hết, chẳng phải là chẳng phải sắc, cũng là tướng. Mấy cái chữ này lỡ là hết thì mình nói dễ, cũng là tướng, cũng là chẳng phải tướng, chẳng phải tướng, chẳng phải là chẳng phải tướng, chẳng phải tướng hết, chẳng phải là chẳng phải tướng, cái gì đó sẽ là tướng cứu. Cũng là một hết, cũng là chẳng phải một hết, chẳng phải một hết, chẳng phải là chẳng phải một. Thì như vậy đó thì mình đọc mới dễ, chứ còn không thì đọc nó lưu vô. Nếu con nói con hết được không? Cái đằng này sao mày kê khó những con hết được không? Chẳng phải thường hết, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Cũng là có hết, cũng là không, chẳng phải có hết, chẳng phải không. Nhưng cái cứ nó phải vậy. Cũng là tận hết, cũng là chẳng phải tận, chẳng phải tận, chẳng phải là chẳng phải tận. Cũng là nhân hết, cũng là quả, chẳng phải nhân hết, chẳng phải quả. Cũng là nghĩa hết, cũng là chẳng phải nghĩa, chẳng phải nghĩa, chẳng phải là chẳng phải nghĩa, chẳng phải nghĩa hết, chẳng phải nghĩa, vân vân. Thì những đó, cái đó là Đức Phật nếu giải thích Phật tánh nó không phải là những thứ đó, mà nó cũng không phải rời những thứ đó. Nói gọn là vậy, nó không phải là những cái đó, mà cũng không phải rời các thứ đó. Đây thì Phật mới giải thích riêng từng cái. Thế nào là sắc, tức là thế nào là Phật tánh là sắc? Vì là thanh kim cang, vì thanh kim cang cho nên nó là sắc, mà sự thật không phải là sắc. Thế nào là phi sắc? Vì 18 pháp bất cộng chẳng phải là sắc pháp. Thế nào là chẳng phải sắc? Chẳng phải là chẳng phải sắc, vì sắc cùng chẳng phải sắc không có tướng quyết định, cho nên nói rằng chẳng phải sắc thì cũng chẳng phải sắc. Đó là giải vì sắc rồi. Thế nào là tướng? Vì là 32 tướng, vì cái Phật tánh, do Phật tánh cho nên hiện được 32 tướng tốt. Thế nào chẳng phải tướng? Vì tất cả chúng sanh chẳng hiện được tướng tốt, cho nên không phải là tướng. Thế nào chẳng phải?
chẳng phải tướng, chẳng phải là chẳng phải tướng, vì tướng cùng chẳng phải tướng không quyết định lại. Thế nào là một? Vì tất cả chúng sanh đều là nhất thừa, cho nên nó là một. Thế nào chẳng phải một? Vì nói ba thừa vậy, nghĩa là phương tiện nói ba, cho nên chẳng phải một. Thế nào chẳng phải một? Chẳng phải là chẳng phải một, vì vô số có hết, cho nên không thể nói là một. Thế nào là chẳng phải thường? Vì từ nhân duyên mà thấy, cho nên chẳng phải là thường. Thế nào chẳng phải đoạn? Vì lìa đoạn, vì lìa đoạn kiến vậy. Thế nào chẳng phải thường? Chẳng phải là chẳng phải đoạn, vì không chung không thủy vậy. Thành nên chỉ thủy mà ta kêu là trước đó, thì cũng có chỗ để là thủy mà cũng để là thủy. Thành ra là bây giờ ta quen đọc là thủy nhiều hơn là thủy, vì chỉ thủy thì có khi họ hiểu lầm về cái gì. Thủy là con heo mà còn cái thủy này cũng có nghĩa là nước nữa. Thành ra nhưng mà ta thà là hiểu lầm là nước hơn là để hiểu lầm về cái kia. Vì vậy cho nên thành nhiều bây giờ đọc là vô thủy vô chung, chỉ cứ đọc thủy. Thế nào là có? Vì tất cả chúng sanh đều có. Thế nào là không? Vì từ phương tiện khéo mà đặng thấy vậy. Thế nào là chẳng phải có, chẳng phải không? Vì hư không, vì cái tánh hư không, vì hư không tánh vậy. Tức là vì cái tánh nó như hư không vậy. Thế nào gọi là tận? Vì đặng thủ lăng nghiêm tam muội. Thế nào là chẳng phải tận? Vì là thường vậy. Thế nào chẳng phải tận, chẳng phải chẳng là tận, chẳng phải là chẳng phải tận, vì tất cả tướng tận, viết hết vậy. Thế nào là nguyên, vì lửa nguyên vậy. Thế nào là quả, vì quả quyết định vậy. Thế nào là chẳng phải nguyên, chẳng phải quả, vì là thường vậy. Ở đây Đức Phật thầy giải thích tình cái. Thế nào là nghĩa, vì đều có thể nhiếp lấy nghĩa không ngại. Thế nào chẳng phải nghĩa, vì chẳng thể nói lại. Thế nào là chẳng phải nghĩa, chẳng phải là chẳng phải nghĩa, vì dấu cháu không lại. Thế nào là danh tự, vì có tên gọi lại. Thế nào là chẳng phải danh tự, vì có tên mà thiệt không tên lại. Thế nào là chẳng phải danh tự, chẳng phải là chẳng phải danh tự, vì giúp tất cả danh tự lại. Cái này tôi phải giải rõ, không có gì ngờ hết. Thế nào là cũng khổ, cũng lạ, vì các họ duyên khởi vậy. Thế nào là chẳng phải khổ, chẳng phải lạ, vì biết tất cả họ vậy. Thế nào là chẳng phải ngã, vì chưa đầy đủ được tám thứ tự tại vậy. Thế nào là chẳng phải ngã, vì là thường vậy, bởi thường cho nên gọi là ngã. Thế nào là chẳng phải ngã, chẳng phải là chẳng phải ngã, vì chẳng tạo tác, chẳng lãnh thọ vậy. Thế nào là không, vì để biết nghĩa không. Thế nào chẳng phải không, vì là thường. Thế nào là chẳng phải không, chẳng phải là chẳng phải không, vì có thể là chuẩn tử cho pháp lành vậy. Có thể là mà có thể làm, có thể làm chuẩn tử cho pháp lành vậy. Thiện năm tử, nếu có người tư duy hiểu rõ được kinh điển Đại Niết Bàn, những nghĩa như vậy, nên biết rằng người này thấy được Phật tánh. Phật tánh đó chẳng thể nghĩ bàn, là cảnh giới của chư Phật, chẳng phải kinh văn duyên giác biết được. Ngài thượng năng tử, Phật tánh chẳng phải là ấm giới nhập, chẳng phải trước không nay có, chẳng phải đã có rồi trở lại không, từ nhân duyên lành mà chúng sanh đặng thấy. Không phải trước có nay không, hay là không có rồi trở lại không, nhân duyên là vì Phật tánh lúc nào cũng còn, lúc nào cũng có. Mà tại vì mình không thấy thì nó không có, rồi thấy được thì nói rằng mới thấy, cái sự từ xưa nay không đổi. Ví dụ như khối sắt đen để vào lửa đốt, thời đó lấy ra nguội thì trở lại đen. Do vậy nhưng màu đen này chẳng phải tâm, chẳng phải ngoài, do nhân duyên mà có. Phật tánh cũng như vậy, lửa từ não tắt nhất chúng sanh được nghe được thấy. Ngày bao giờ lửa phiền não mà hết rồi á, thì chúng sanh được nghe được thấy Phật tánh. Còn nếu mà lửa phiền não còn á,
thì chúng sanh không được nghe, không được thấy. Này cũng nam tử, như hột giống biến diệt, thời mầm mộng mọc lên, nhưng tánh mầm mộng này chẳng phải trong, chẳng phải ngoài. Nhẫn đến mong cái cũng như vậy, đều theo nhân, theo duyên mà có. Chính đại nước bàn huy diệu này thành tựu đầy đủ vô lượng công đức. Phật tánh cũng như vậy, đều là vô lượng vô biên công đức kết hợp mà thành tựu. Nhân đây tôi nghĩ thì như vậy kết luận lại tình trạng này, Đức Phật chỉ rõ Phật tánh là pháp không có nhất định, là có là không, là hữu là vô, là gì gì hết, mà nó tùy duyên mà khiến cho được đầy đủ hay là không thấy. Đây vừa bác sư tử hóng, ngài hỏi rằng những vị bồ tát phải thành tựu đầy đủ bao nhiêu pháp thì lúc đó mới thấy Phật tánh rõ ràng. Nếu mà chẳng thấy Phật tánh rõ ràng, còn chư Phật thế câu thành tựu bao nhiêu pháp mà thấy Phật tánh rõ ràng, đó là cái câu hỏi của ngài sư tử hóng. Bồ Tát tại sao mà thấy Phật tánh không rõ ràng, Phật tại sao thấy Phật tánh rõ ràng, cái sự tu hành hơn kém khác ở chỗ nào? Thì trong đây Đức Phật mới trả lời, nói rằng Phật sở dĩ thấy Phật tánh rõ ràng á, làm sao Bồ Tát cảm thấy Phật tánh rõ ràng là do các ngài thành tựu mười pháp. Tuy là thấy được Phật tánh mà chẳng được rõ ràng, bây giờ trước nói mười pháp của các vị Bồ Tát thành tựu. Mười pháp cho một là trí dục, hai là tu tú, ba là tịch tịnh, bốn là tinh tấn, năm là chánh niệm, sáu là chánh định, bảy là chánh vệ, tám là chánh giải thoát, chín là tám tháng giải thoát, mười là dùng đại niết bàn giáo hóa chúng sinh. Thì đó, sở dĩ Bồ Tát mà được thấy Phật tánh không rõ ràng là do tu mười pháp này. Thì đoạn trước đây mới giải thích về phần thiểu dục và tri túc. Thì nghe nói tới thiểu dục tri túc thì Bồ Tát sư tử hóng là bạch Phật, bạch thế tôn, thiểu dục cùng tri túc có gì sai khác? Nhưng mà thiểu dục là thế nào, tri túc là thế nào? Thiểu dục là theo cái chữ của nó là ít muốn, tri túc có nghĩa là biết đủ. Mà nó ít muốn tức là biết đủ, và biết đủ tức là ít muốn, theo cái nghĩa thường mình hiểu là như vậy. Cho nên thấy hai cái gần như nó cùng tiện với nhau, không có sai biệt bao nhiêu. Ở đây Đức Phật như giảng tập, hiểu dục là chẳng cầu, chẳng lấy, chẳng cầu, cầu tức là chẳng có tìm kiếm, chẳng lấy. Còn tri túc là lúc đặng ít lòng, lúc đặng ít lòng hối hận, lòng không hối hận, lúc đặng ít lòng không hối hận, thế là được. Bao nhiêu mình cũng cảm thấy đủ chứ không có cái hối hận. Thành ra chỗ này nói rằng lúc đặng ít lòng không hối hận thì mình nghe hơi khó hiểu, nhưng sự thật là lúc mà được bao nhiêu mình cũng cảm thấy đủ chứ không có hối hận. Tại sao cho ít quá? Vì biết đủ cho nên bao nhiêu cũng đủ chứ không có ít quá hay là nhiều quá. Còn cái người không biết đủ thì ví dụ như lại già ta giúp, ta đưa cho 5 ngàn, ít quá số 10 ngàn, vậy thôi. Thì cái đó lại là chưa biết đủ. Còn lại đưa như cũng cảm thấy đủ hết, thì như vậy là được ít mà làm không hối hận. Hối hận chứ không có đòi hỏi, không có muốn thêm cái gì nữa. Đó là Đức Phật giải thích cái trường hợp thứ nhất của tiểu dục và tri túc. Tiểu dục là lòng không có muốn cầu, không cầu mong. Còn tri túc là được bao nhiêu cũng cảm thấy đủ. Tiểu dục là ít có mong muốn, tri túc là chỉ vì khó sự lòng chẳng sầu não.
nó là như vậy. Ở đây Đức Phật giải thích trường hợp thứ hai nữa. Hữu dục là gì? Là mình ít có mong muốn, không mong muốn cái gì, cho nên gọi là hữu dục. Hữu là ít, dục là mong muốn. Ít mong muốn, tức là không muốn cái này, không muốn cái kia, không muốn so sánh, không muốn phân biệt với ai hết, thì cái đó gọi là hữu dục. Còn tri túc là gì? Là chỉ vì thoát sự lầm cảm sầu não. Ví dụ như bây giờ người ta tới một cúng chùa 500, thì họ cúng 500 thì mình làm Phật sự 500, rồi nếu họ cúng 1000 thì mình làm Phật sự 1000, nó không có sầu não hết. Còn nếu mà cúng 500 cha làm chuyện này thì đâu có đủ mà lo chuyện kia, rồi sẽ nó buồn thiền, thì cái đó là sao? Là chưa có tri túc. Thành ra mình làm là gì Phật sự mà làm á, thì tất nhiên được bao nhiêu mình cũng cảm thấy đủ hết. Như là phải giữ Phật sự, có nhiều làm nhiều, có ít làm ít. Còn nếu nói là Phật sự mà có ít mình cảm thấy không đủ thì Phật sự nó cũng còn phiền não, nó còn phải lo, còn phải tính, còn phải chạy chọt nhân dân, thì cái đó là cái sầu não đó, gốc cái sầu não. Còn nếu mà mình biết đủ rồi thì không có gấp sầu não. Nghĩa là có ít làm có ít, có nhiều làm thêm nhiều, nó không có mong mỏi, không có đòi, không có tâm chờ tìm kiếm. Vì vậy cho nên không có sầu não. Đó là Đức Phật giải thích về kiểu dục tri túc rồi. Thì quý vị có thể tóm lại cho dễ nhớ, kiểu dục là mình không có mong muốn, nghĩa là ít có cái lòng mong muốn. Còn tri túc là cho bao nhiêu cũng cảm thấy đủ. Ví dụ như nói về thế gian thì người ta ăn mặc thế nào không biết, còn mình bây giờ mình có cơm ẩm ăn cơm ẩm, có áo vải mặc áo vải, mình cảm thấy yên nghĩ chứ mình không có đòi hỏi thêm nữa, mình không cảm thấy mình thiếu, thì như vậy đó là tri túc. Thành ra sử dụng tri túc là ít có muốn và biết đủ ở những trường hợp nào cũng cảm thấy đủ. Còn nếu người xuất gia thì cũng từ cái sự có của mình mà làm thật sự, mình cũng không có đòi hỏi cho phải nhiều phải quá, thì đó là tri túc. Bây giờ Đức Phật giải thích một trường hợp khác. Của Nam Tử, dục có ba, một là ác dục, hai là đại dục, ba là dục dục, ác dục, đại dục và dục dục. Ác dục là cái gì? Đây là Đức Phật nhắm vào các hàng tỳ kheo. Nếu mà một vị tỳ kheo có lòng tham dục, muốn mình làm một thượng thủ trong chúng, đi tới đâu cũng muốn một câu mình làm thượng thủ hết, có cái lòng mong muốn như vậy thì đó là ác dục. Muốn thì tất cả chúng ta đều thuận theo phía sau của mình. Phía sau của mình là sao? Tức là lúc nào họ cũng đi sau mình là kẻ đi trước, họ là kẻ đi xa, họ cứ nối đuôi theo mình chứ họ không có quyền bằng mình. Đó. Thì như vậy đó, gọi đó là mình muốn mình là kẻ bề trên dẫn đầu thiên hạ. Nếu bộ chúng phải được cúng dường cung kính tán thán tôn trọng ta, vốn cho ai cũng tán thán cúng dường mình hết, khiến ta gì chúng thiếu khó khiếm nhất. Là thường thường đây là nói cái tục ở Ấn Độ, mà cái tục này tôi thấy là hay, nhưng vì mình ở đây không có làm theo. Thì ở Ấn Độ sau khi Đức Phật thọ cai ở nhà một thí chủ nào thọ cai xong, thì Đức Phật liền vì họ mà thiếu khó. Đó là nói trường hợp nếu có Đức Phật đi dự trong những cái buổi là thọ cai. Còn nếu buổi thọ cai nào mà không có Đức Phật đi, thì sau khi thọ cai rồi, cái vị mà tôn túc nhất cái tâm cái hội đó cũng vì chúng mà thuyết pháp. Tức là vì chúng đây là kể cả những cái chúng Phật tử dây quanh đều không nghe pháp chứ. Thì như vậy cái người mà sau khi thọ cai rồi mà nó khó được là cái người đó là người lớn nhất ở trong chúng. Nói là nếu trường hợp có Phật là Phật nói,
rồi họ không Phật, cái người mà đại diện cho chúng nó là vị đó lớn nhất. Thì ở đây có thầy Tỳ Kheo mà muốn rằng sau khi họ tay vào mình là người nó sắp vì chúng mình nó khó kiếp nhất, kinh thần thể tỏ rằng ta đây là về trên hết. Kiến thức dương quan lớn tưởng giả đều cung kính ta, rồi tất cả uy phục nhân dân đều được tốt đẹp hết. Thì như vậy gọi là ác dục cầu muốn ở trong sanh tử. Thì như vậy ở đây nói tóm lại cho dễ hiểu, ác dục nghĩa là cái người tu mà muốn mình được thiên hạ tôn sùng là cao cả, muốn được ai nấy đều thuận theo mình hết, muốn cái gì mình cũng được thiên hạ cung kính, cầu quan quyền cho tới người giàu có, và tất cả những cái dụng cụ đều mình ưu tiên hết. Thì cái người mà mong muốn vậy gọi là ác dục. Giờ đại dục là thế nào? Nếu tự cho tâm lòng cầu muốn làm thế nào cho bốn bộ tướng phải đều biết được ta, được mực sơ trụ, những đến thập trụ, được mô thượng bồ đề, được quả a la hán, những đến tu đầu hoàng, ta được tứ thiền, những đến bốn thí vô ngại, đây là vì lợi dưỡng nên gọi là đại dục. Từ tầng ở trên cái ác dục là chỉ cái muốn được mình là trên thiên hạ và mình được cúng dường nhiều. Còn ở đây thì muốn mình được người ta biết mình đã chứng quả đứng về mặt Bồ Tát, thì từ sơ trụ cho tới thì thập trụ, hoặc là họ tưởng là mình đã chứng thành Phật. Còn đứng về thanh văn thì từ Tu Đà Hoàn tới A La Hán. Còn đứng về thường thì muốn cho họ biết mình chứng từ sơ thiền cho tới tứ thiền, hay là tứ thiền cho tới vô ngại. Từ người đó muốn cho thiên hạ biết mình chứng quả để làm gì? Để người ta cúng dường mình cho nhiều, được lợi dưỡng cho lắm, thì gọi đó là đại dục. Thành ra đại dục nó khác hơn ác dục. Ác dục thì chỉ cái mong muốn ở thế gian cung kính, còn đại dục là muốn cho người ta thấy mình chứng quả thánh. Dục dục là gì? Dục dục là nếu có tùy theo muốn sanh phạm thiên, ma thiên, tự tại thiên, chuyển luân thánh nguyên, hoặc các đế lợi, cư sĩ và la môn đều được tự tại vì lợi dưỡng nên gọi là dục dục. Cái dục dục này là muốn cái quả đời xa của mình. Quả đời xa bằng cách nào? Tức là hoặc sanh quả trời, làm phạm thiên, hoặc là làm ma thiên, vân vân. Nghĩa là muốn cái đời sau mình sanh các cái cõi mà hưởng tất cả dục lạc đó, thì như vậy đó gọi là dục dục. Thì như vậy trong ba cái hạng dục, ác dục, đại dục và dục dục đều là cái tâm mong lợi dưỡng trong đời này và đời sau mà thôi. Nếu chẳng bị ba thứ ác dục này làm hại thì gọi là tiểu dục. Người nào không bị ba thứ đó nó làm hại mình thì người đó được gọi là tiểu dục. Cái điển Phật mới giải thêm, dục đó gọi là 25 ái. 25 ái là cái gì? Tức là mình ái trước trong 25 cõi đó, mình tham luyến trong 25 cõi, tức là tham luyến trong cái dòng linh hồi sinh tử trong 25 cõi thì gọi đó là dục. Không có 25 ái như vậy thì gọi là tiểu dục. Người nào mà không có tham luyến trong cái dòng luân hồi sinh tử của 25 cõi thì người đó gọi là tiểu dục. Chẳng cần những sự mong muốn vị lai thì gọi là tiểu dục. Tức là mình không có nghĩ rằng đời sau mình hưởng cái gì, hay là sau này mình sẽ được cái gì vui vẻ thích thú ở trong cái dòng dục lạc. Mình không mong hưởng dục lạc ở đời sau thì gọi đó là tiểu dục.
người mà chẳng tham đắm thì gọi là tri túc. Đối với tất cả sự việc gì nó đến mà mình không có tham không đắm thì gọi là tri túc. Chẳng cầu cung kính gọi là thiểu dục, được mà chẳng thiếu nhó gọi là tri túc. Đó là trường hợp này Đức Phật vừa giải thích hơi lạ hơn chút. Người nào không cầu người ta cung kính mình thì người đó gọi là thiểu dục. Còn người nào mà có được của mà không có chứa giữ thì người đó gọi là tri túc. Bởi vì biết đủ cho nên không có chứa giữ, có nhiều cũng không có giữ hòa. Đó là Đức Phật đã giải thích về dục. Bây giờ Ngài còn giải thêm, Ngài cũng nói tử có lúc tiểu dục chẳng gọi là tri túc, cũng có tri túc chẳng gọi là tiểu dục, cũng có tiểu dục mà cũng tri túc, cũng có chẳng tri túc chẳng tiểu dục. Thì như vậy Đức Phật nghe lên, có tiểu dục mà không có tri túc, có tri túc mà không tiểu dục, có thiểu dục thì tri túc, không thiểu dục thì không tri túc. Thì có là thế nào? Thiểu dục là cái hạng bậc tu đà hoàng. Như vậy thì tu đà hoàng có thiểu dục, còn tri túc đó là bích chi phật. Bích chi phật thì gọi là tri túc. Thì như vậy bích chi phật thì gọi là tri túc mà không có thiểu dục, còn tu đà hoàng thì thiểu dục mà không tri túc. Còn thiểu dục và tri túc đó là chỉ cho A-la-hán. Chẳng thiểu dục mà chẳng tri túc đó là chỉ cho Bồ-Tát. Như vậy sắc chơi vậy, Bồ-Tát là thua hết các gì đó. Tu Đà Hoàng là được thiểu dục, Đức Di Phật là được tri túc, A-la-hán là cả thiểu dục và cả tri túc của mình. Bồ-Tát thiểu dục và tri túc thì không có hết. Như vậy Bồ-Tát là sao? Chẳng thiểu dục mà lại chẳng tri túc nhé. Thì quý vị tưởng tượng Bồ Tát sao? Thường thì có hai cái nhận xét. Cái nhận xét thì nó vượt lên cái tầm thường. Còn cái nhận xét thì họ tưởng là như vậy Bồ Tát cũng giống như mình. Thì các ngài cũng tham cái này cũng muốn được kia như người khác. Cho nên này chẳng thiểu dục thì chẳng tri túc. Nhưng sự thật ở đây đó là để chỉ Bồ Tát là vượt lên hết, vượt lên Tu Đà Hoàng, cho nên chẳng thiểu dục, thấy không? Vượt lên Đức Di Phật, cho nên chẳng tri túc. Và vượt lên cái A-la-hán, cho nên A-la-hán là thiểu dục tri túc, mà Bồ Tát thì chẳng thiểu dục, chẳng tri túc. Thành ra chẳng thiểu dục, chẳng tri túc đây nghĩa là vượt lên tất cả bốn năm hạng người đó. Chứ không phải nói là chẳng tiểu dục, chẳng tiểu tốt là giống như mình, không phải vậy. Nghĩa là vượt lên trên cả Đức Chi Phật và A-la-hán. Cho nên nói là chẳng tiểu dục, chẳng tiểu tốt. Nhưng mà như vậy, nói vậy thì quý vị chỉ có hiểu được nghĩa theo đây nói. Bây giờ tôi có thể nói rộng ra một chút nữa. Bởi vì thường thường Chư Bồ Tát nó khác hơn Đức Di Phật và A-la-hán. Như Đức Di Phật là lúc nào cũng tri túc, biết đủ mình có cái trí tuệ đó thì an phận trong cái trí tuệ đó để mà nhập Niết Bàn. A-la-hán cũng vậy, khi mà chứng được A-la-hán thì lúc đó lòng không còn ham muốn, cho nên thiểu dục lúc nào cũng thấy mình đã đầy đủ cái đạo hạnh rồi, cho nên tri túc thì các ngài an phận ở trong đó, không có mong tiến lên nữa, cho nên đầy đủ hiểu dục và tri túc. Còn Bồ Tát thì lúc nào cũng muốn vươn lên, thấy không? Vì muốn vươn lên cho nên các ngài không có cái hiểu dục, mà bởi vì các ngài chẳng những muốn vươn lên cho mình mà thôi, mà còn muốn độ tất cả chúng sanh, cho nên không có tri túc. Vì độ một người không được mà độ hết chúng sinh mới được, cho nên không có tri túc. Độ bao nhiêu cũng chưa rồi. Đó, vì vậy cho nên Bồ Tát là vượt hơn tất cả, chẳng tiểu dục mà cũng chẳng tri túc. Nhưng cái chẳng đó không phải vì chẳng của phần của mình. Mình chẳng tiểu dục, chẳng tri túc là mình ham, ham dục lạc thế gian. Còn các ngài chẳng tiểu dục nghĩa là các ngài muốn kiếm cái Phật quả, chứ không dừng ở cái quả vị Bồ Tát. Cho nên chẳng tiểu dục,
chẳng thi tốt là các ngài muốn độ tận chúng sinh, cho nên dù độ được mấy triệu mấy ngàn người cũng chưa dễ, cũng hết độ cho hết tất cả chúng sinh mới thôi, cho nên chẳng thi tốt. Hai cái nghĩa nó khác nhau như vậy. Này thiện nam tử, sử dụng thi tốt lại có hai thứ, một là thiện, hai là bất thiện. Bất thiện là nói phàm phu, thiện là nói thánh nhân và bồ tát. Đó thì quý vị thấy rõ, bởi vì mình chẳng sử dụng chẳng chi túc, mà chẳng sử dụng chẳng chi túc ở trong phạm vi nào? Bất thiện. Bất thiện. Còn bồ tát chẳng sử dụng chẳng chi túc mà ở phạm vi nào? Ở phạm vi thiện. Như vậy cho nên chính cũng một danh từ mà mình nghe mình nói có nhiều khi lầm lẫn. Thiện là nói thánh nhân và bồ tát, tất cả thánh nhân giàu chứng được đạo quả mà chẳng tự xưng nói, vì chẳng tự xưng nói nên trong lòng chẳng nở hận, đây gọi là tri túc. Thì thường thường như cái danh từ sử dụng tri túc có nhiều người lầm, như người ở thế gian họ hay lầm cái này, họ nói rằng trong chủ trương của đạo Phật là sử dụng tri túc, ít muốn biết đủ, có được nhiều cũng vừa hết. Thì như vậy cái xã hội này, nếu ai là ví dụ như tôi làm ruộng một năm mà được chừng 20 giỏ lúa thôi đủ ăn rồi, không làm thêm nữa. Còn cái anh nó thợ thò hay làm ngày được chừng 1000 đồng ăn 2 ngày thì thôi làm ngày nghỉ ngày, không làm nhiều dư, mà vì không biết đủ mà. Thành nó làm ít ít vậy. Rồi cái nghề nào cũng vậy, khi ở trong phạm vi mình không muốn, không có muốn vươn lên, vì biết đủ, vì ít muốn, cho nên người ta ở đâu cái nằm hì đó không có tiếng. Vì vậy cho nên nếu trong xã hội mà đều ít muốn biết đủ thì xã hội đó chỉ càng ngày càng lùi chứ không có tiến mình được. Đó là người ta lên án cái chủ trương mà sử dụng tri túc của đạo Phật. Nhưng mà quý vị nghĩ như vậy có đúng hay chưa? Nó không phải như vậy. Nếu cái đó nó có đúng thì họ chỉ nhìn qua cái khía cạnh sử dụng tri túc mà của cái bất thiện họ nói thôi, chứ còn cái sử dụng tri túc đó nó có cái bất thiện mà nó cũng có cái thiện. Nếu mà mình sử dụng tri túc bằng cách nào, tức là mình chỉ đủ ở trong phạm vi mình không muốn giúp ai, mình không muốn làm lợi cho ai hết, thì cái sử dụng tri túc đó nó chỉ là cái sử dụng tri túc của phạm vi ích kỷ. Còn nếu người sử dụng tri túc nhưng mà sử dụng tri túc bằng cách muốn dù người, mà dù người thì tất nhiên họ sử dụng tri túc mà không có sử dụng tri túc, cũng như trường hợp như bồ tát cá nhân mình thì không muốn thọ hưởng mà muốn lo cho tất cả chúng sinh. Ví dụ như là làm mình có được 20 giỏ lúa mình đủ ăn, nhưng mà thương mọi người đó mình phải làm 100 giỏ để mà chia cho họ. Thành ra thương mà làm 100 giỏ chia cho họ đó không phải nghĩ định cho mình ăn ngon, mà chỉ vì muốn chia cho những người kia. Thì như vậy họ vì những người kia mà họ làm nhiều, họ làm nhiều đó mà không phải vì họ, cho nên đối với họ là họ tri túc. Nhưng mà họ phải làm nhiều để mà chia sớm cho kẻ khác. Thì như vậy cái do tri túc đó mà họ có thể làm dư ra để cứu giúp cho mọi người. Còn ở thế gian bởi vì họ không tri túc cho nên họ làm được dư nhiều mà chưa thể giữ, dư chưa giữ cho mình mà không chia ra hết. Còn nếu là tri túc dư thì phải chia sớm ra. Thì như vậy đó là cái lợi ích. Thì như vậy đây tôi muốn nói để quý vị nhận cho ra cái ý nghĩa sử dụng tri túc có thứ là thiện mà cũng có thứ là bất thiện. Thứ là thiện là thứ nào, ở bất thiện là thứ nào, tức là phàm phu sử dụng tri túc bằng phương cách ích kỷ đó. Như khi nãy tôi nói, nghĩa là làm
biết đủ rồi để mình hạn chế lại, để mình lười biếng không làm gì nữa, thì như vậy đó thì cái việc sử dụng tri túc đó nó bất thiện. Còn sử dụng tri túc của các bậc thánh nhân thì các ngài sao, đó là mình được đạo quả, tức là mình làm mình tiến lên được cái đạo quả mà không tự sinh, không khoe khoang đó. Thì như vậy đó là sử dụng tri túc thiện. Thì đó là nơi đó mà suy ra cái người biết đủ về mình mà luôn luôn cố gắng nỗ lực làm lợi ích cho kẻ khác không dừng, thì cái đó cũng gọi là hiểu dục tri túc bằng cách thiện tích cực. Hay là cứ hiểu dục tri túc mà vẫn làm thừa cái sức của mình hưởng để mình giúp đỡ những kẻ khác, như cái đoạn trên giải thích Bồ Tát chẳng sử dụng mà chẳng tri túc đó. Và các ngài dù lấy cái chúng sinh, nhưng các ngài thì không có dừng ở một cái chỗ nào của các ngài chứ. Các ngài phải đi tới tạo cùng với thao. Chẳng tri túc là các ngài phải đổ cho hết chúng sinh, các ngài mới chịu. Thì như vậy thì tuy đạo Phật nói là sử dụng tri túc, nhưng mà không phải chỉ có một mặt. Có khi sử dụng tri túc là tốt, mà có khi sử dụng tri túc là không tốt. Nếu chỉ ở trong phạm vi ý kỷ thì sử dụng tri túc đó là không tốt. Còn nếu sử dụng tri túc mà để lợi ích chúng sinh thì sử dụng tri túc đó tốt. Thì tôi nói rộng một lần nữa, thì quý vị nhớ, người sử dụng tri túc có hai cấp. Một cấp với người tham, muốn cho mình được an nhàn sung sướng cá nhân, cho nên là thôi được nhiều đủ rồi, đủ mình ăn, đủ mình sống, gia đình mình rồi, thôi. Nghĩa là chỉ biết mình thôi. Thì cái đó là cái đối với cái hàng mà thân văn thì sử dụng tri túc như vậy cũng có, nhưng mà đối với Bồ Tát thì nó không được. Vì nếu vậy thì mình chỉ có lo phận mình mà không nghĩ tới những kẻ khác. Cho nên Bồ Tát thì phải mình sử dụng tri túc là mình lúc nào cũng ăn uống sơ sài, sống tạm đủ thôi. Nhưng vì thương người, thương chúng sinh, cho nên mình phải làm, phải tạo cho nó quá cái phần của mình để giúp đỡ họ. Thì như vậy đó, sử dụng tri túc mà nó tính cách tích cực. Và một trường hợp nữa, sử dụng tri túc của cái người mà họ làm ra như người thế gian, họ làm ra bao nhiêu đó, họ cũng không sử dụng, không tri túc. Cho nên ví dụ họ làm, họ ăn có 100, họ làm tới 200 mà họ cũng vẫn thiếu đó. Rồi họ làm tới 500 họ cũng vẫn thiếu đó, họ cũng không thấy đủ. Họ muốn lên hoài, họ lên bao nhiêu là họ giữ bằng họ, chứ họ không chia sẻ cho ai. Thì như vậy đó là họ không sử dụng, không tri túc. Mà không sử dụng, không tri túc thì đó là cái gốc của tham. Còn người biết sử dụng tri túc, mình có thừa thì mình phân ra giúp đỡ mọi người, thì cái đó là cái nhân sử dụng tri túc mà làm lợi ích cho chúng sinh. Nhờ sử dụng tri túc cho nên mình có bao nhiêu mình tạm thấy mình đủ rồi, còn có phần dư là mình đang giúp đỡ những kẻ khác. Thì như vậy nhờ có sử dụng tri túc, người ta mới biết vô trí, người ta mới biết làm lợi ích cho mọi người. Đó là cái trường hợp của các vị Bồ Tát. Đây Đức Phật ngài mới giải thích về cái kết luận đại Bồ Tát tu kinh đại Niết Bàn vì muốn thấy Phật tánh nên tu tập hiểu dục và tri túc. Hiểu dục và tri túc như nãy giờ đã nói trên. Bây giờ tới cái phần tịch tịnh. Thế nào là tịch tịnh? Tịch tịnh có hai, một là tâm tịnh, hai là thân tịnh. Thân tịch tịnh thời chọn chẳng gây tạo ba điều ác nơi thân, tâm tịch tịnh cũng chẳng gây ba điều ác nơi ý. Đây gọi là thân tâm tịch tịnh. Thì như vậy tức là nơi thân muốn tịch tịnh là phải sao? Là không sát đạo dâm. Đó. Tức là không sát sanh, không trộm cắp và không tà dâm. Nói theo người cư sĩ
nói là người xuất gia thì không sát hại, về không trộm cắp và không dâm dục, thì như vậy đó gọi là thân tịch tịnh. Tâm tịch tịnh là sao? Tức là nơi tâm mình không có tham, không sân, không si, thì gọi là tâm tịch tịnh. Người nào mà thân cấm được ba điều ác trên, tâm cấm được ba điều ác đó thì gọi là thân tâm được tịch tịnh. Thân tịch tịnh chọn chẳng gần gũi bốn chúng, chẳng dự nghiệp của bốn chúng. Tâm tịch tịnh là chẳng quen tập tham dục sân khởi ngu si, đây gọi là thân tâm tịch tịnh. Đó là ở trường hợp này Đức Phật giải thích cái thân tịch tịnh là không có tới chỗ ồn náo. Bốn chúng đây là chỉ từ chỗ ồn náo của mọi người, mà loại thân không tới chỗ ồn náo cho nên gọi là thân tịch tịnh. Còn tâm tịch tịnh là sao? Tức là không quen tập cho tham sân si. Hoặc có từ theo thân giàu tịch tịnh mà tâm chẳng tịch tịnh. Đây là Đức Phật mới nói đây cái ý nghĩa tịch tịnh, có khi được cái này, có khi mất cái kia. Hoặc có từ theo thân giàu tịch tịnh mà tâm chẳng tịch tịnh, có từ theo thân chẳng tịch tịnh mà tâm tịch tịnh, có từ theo thân tâm đều tịch tịnh, lại có từ theo thân tâm đều chẳng tịch tịnh. Ba hạng người thân tâm tịch tịnh, người thân tịch tịnh mà tâm chẳng tịch tịnh, như có từ theo ngồi thiền chỗ vắng vẻ xa lìa bốn chúng mà trong lòng luôn chứa nhóm tham dục sân si khổ ngu si. Như là đi kiếm chỗ nào có hốc đá đóng rừng ngồi, ngồi mình ngồi thiền mà lát thì nhớ giận người này, lát thiền người kia, lát tham dục nọ, lát thì chính việc kia cứ lăng xăng lăng xăng rồi. Thì như vậy thân sẽ trở đóng vẻ gọi là thân tịch tịnh, mà trong tâm nó chứa lăng xăng lộn xộn hoài thì tâm nó chưa tịch tịnh. Đó là trường hợp thứ nhất, thân tịch mà tâm chưa tịch. Đến trường hợp thứ hai, người tâm tịch tịnh mà thân chẳng tịch tịnh, như có tùy theo gần gũi bốn chúng cùng quốc vương đại thành mà trong lòng dứt tham sân si. Người thân tâm đều tịch tịnh chính là chư Phật và Bồ Tát. Thì như vậy cái hàng thứ hai này, tuy rằng họ ở chỗ ồn náo, họ tiếp người này, họ nói chuyện kẻ kia, nhưng mà lòng họ dứt tham sân si. Thì như vậy tuy cái thân họ ở cái chỗ ồn náo mà tâm họ vẫn là tịch tịnh. Còn người cả thân cả tâm đều tịch tịnh chính là Phật và Bồ Tát. Thì bây giờ đặt trong hai hạng tùy theo, một hạng thì tâm tịch mà thân không có tịch, hạng thì thân tịch mà tâm không có tịch, thì quý vị thấy hạng nào cao hạng nào thấp? Cái thân tịch với cái tâm tịch cái nào hơn? Nếu mà xét theo Phật thì cái tâm tịch là hay hơn. Thành thử ra nghĩa là cái tu của mình làm sao cái tâm tịch được, cái đó là cái quý trọng. Nhưng mà nếu cả thân cái tâm được tịch hết thì đó là Bồ Tát chiến hơn không? Phải không? Chứ là nghe nói vậy thì có nhiều vị đó, đó tôi không cần lên nước ngon gì, tôi cứ giao tiền đồng đầu này đầu nọ mà tâm không tham sân si thôi. Nói nghe thì hay vậy, nhưng ai biết ta không tham sân si. Nhiều khi từ về nhà nó không tham sân si rồi, trong nếu xin tới cha tâm thà lòng đó chưa đủ, muốn tâm tâm nữa thì như vậy không biết tham hay không tham. Cái điều đó thì tự hỏi rồi nhận xét lấy. Thì như vậy nếu mà chúng ta cả thân cả tâm, tức là mình ở chỗ vắng vẻ là thanh tịnh, và tâm mình luôn luôn cũng vắng vẻ giết tham sân si nữa, thì như vậy đó Đức Phật gọi là Bồ Tát rồi đó, chứ không phải hạng thường. Chứ hồi nghe nói là quý vị cứ tưởng là người tâm hai hạng thì cao đó rồi, nó thà là ở chỗ ồn náo mà tâm mình tịch còn hơn, chứ lên từ núi làm chi, ở từ núi mà tâm mà nó còn lộn xộn không có bằng ở để tịch tịnh. Nếu mình lên từ núi thanh tịch rồi mình luyện tâm mà nó tịch luôn nữa, thì như vậy đó ha,
là mình đâu có phải hạng thì sao thường mà đó là Bồ Tát rồi đó. Về thanh tâm, về chẳng tịch tịnh, chính là có phàm phu, nhiều phàm phu thanh tâm đều giàu yên tịnh, nhưng không thể quán sát sâu xa lý vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Do đây nên phàm phu không thể tịch tịnh được thân khẩu ý ba nghiệp. Thì chỉ có phàm phu thì thân tâm họ khó mà tịch tịnh được. Còn hạng nhất chuyển đề, phạm bốn tội nạn, tạo năm tội nghịch cũng chẳng gọi là thân tâm tịch tịnh. Rồi tiếp. Đến đây Đức Phật mới giải thích thêm về mấy phần sau. Thế nào là tinh tấn? Nếu tùy theo muốn cho thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh, nên xa lìa tất cả hạnh nghiệp bất thiện mà tu tập tất cả nghiệp lành, đây gọi là tinh tấn. Và nó chỉ tinh tấn đây, tức là ở chỗ khác gọi là tí tính cần đó, những cái điều ác cần mẫn giết trừ những điều ác và cần mẫn làm những điều lành. Giết ác thì gọi đó là cái mặt mà mình xa lìa, ở đây gọi là xa lìa ba nghiệp ác. Còn cần mẫn làm điều lành thì ở đây gọi là cố gắng tu tập ba nghiệp lành hay tất cả nghiệp lành. Chuyên năng tinh tấn như đây phải chuyên niệm tưởng cái sáu chỗ bởi tánh, cho nên mới có niệm. Niệm sáu chỗ là gì? Là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Trí, niệm Thiên. Đây gọi là chánh niệm. Thì quý vị thấy sáu chỗ này thường thường gọi là lực niệm. Lực niệm là sáu cái chỗ niệm. Niệm là gì? Là nhớ, là nghĩ, nhớ, nghĩ nhớ Phật, nghĩ nhớ Pháp, nghĩ nhớ Tăng, nghĩ nhớ Thí, Giới, nghĩ nhớ Thí và nghĩ nhớ Thiên. Từ trong đây, quý vị chắc còn nghi nhất là Thiên. Nhớ Phật thì mình hiểu rồi, nghĩa là luôn luôn mình nhớ Phật có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ từ bi, đó là mình nhớ rõ hai trí tuệ và từ bi. Mà trí tuệ thì tức là gì? Tức là hai trí công đức trang nghiêm đó. Từ bi là gì? Tức là phước, phước đức trang nghiêm. Trí tuệ tức là cái trí tuệ trang nghiêm. Phật thì có đầy đủ hai thứ đó, cho nên mình nhớ tới trí tuệ và nhớ tới từ bi của Đức Phật, luôn luôn mình cứ nhớ như vậy thì gọi đó là mình niệm Phật. Anh niệm Phật ở đây không phải là đặt cái danh hiệu Phật, mà mình nhớ cái phước đức và cái trí tuệ của Phật. Còn nếu nhớ rộng nữa thì nhớ Phật nào có học lực tứ vô sở quý, thập bát đức cộng vân vân, thì cái đó gọi là nhớ Phật. Nhớ Pháp tức là nhớ cái Pháp của Phật dạy. Thì Pháp đó tùy theo cái chỗ mình hiểu cao và thấp. Ví dụ như ở đây thì mình nhớ cái Pháp của Phật chỉ cho mình đạt được Niết Bàn tối thượng, cái Pháp của Phật dạy cho mình thấy được Phật tánh vân vân. Đó gọi là nhớ Pháp. Nhớ Tăng tức là nhớ những vị sư tu hành đúng theo cái nét của Phật, đi đúng cái đường của Phật và luôn luôn sống theo cái hạnh giới của Phật đã dạy, thì gọi là nhớ Tăng. Nhớ giới tức là mình thọ bao nhiêu giới hàng ngày, nghĩ nhớ luôn luôn không quên. Nhớ Thí tức là lúc nào mình cũng làm những công hạnh bố thí. Và nhớ Thiên tức là nhớ các quả trời, các quả trời sao nhớ, hay là mình muốn tâm gì cả này ta. Nhớ Thiên đây tức là nhớ cái công đức của chư thiên. Ví dụ như họ tu tập thiện để tâm về các quả trời dục giới, tu về sơ thiền tới tứ thiền thì để tâm về quả trời sắc giới, tu về bát định thì hay là
là trong cái bát định mà nó thuộc về những cái định sơ thiền, tế tứ thiền, rồi không vô viên khứ, vô viên khứ, vô sở hữu khứ đó, thì những cái đó giữa tâm về cõi vô sắc giới, thì như vậy chư thiên còn có đủ những công đức như vậy, thì chúng ta người tu cầu giải thoát thì phải vươn lên hơn nữa. Thì nhớ tới công đức của chư thiên để mà mình tiến tu, mình vượt lên lên trên các cái công đức đó, thì gọi đó là nhớ thiên, chứ không phải nhớ thiên là mình nó mang được thanh quả trời, cũng phải vậy. Thì nếu là người nào mà nhớ được những cái điều đó thì gọi đó là chánh niệm, tức là cái niệm mình được chân chính. Mà nếu người có chánh niệm rồi thì được ta ngồi, thì đây gọi là chánh định. Nhân có chánh niệm cho nên mới có chánh định. Người có chánh định quan sát thấy có pháp dường như hư không, đây gọi là chánh huệ. Bởi vì khi mình có cái chánh định rồi, tức là tâm mình an định chân chính, rồi mình mới xét có pháp ở giữa này sự vật nó có điều duyên hợp như quyển không thiệt, thì mình xét như vậy tức là được chánh huệ. Mà nếu có chánh huệ rồi thì sao? Thì sẽ xa lìa tất cả kiếp sử phiền não, thì đây gọi là giải thoát. Thì đó là quý vị thấy như là chúng ta tu hành mà chánh được giải thoát là gốc từ niệm định huệ. Mà nếu niệm định huệ đủ đầy thì sẽ tới giải thoát. Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa cái lối tu. Ví dụ như mình thường, tôi nói từ kinh thấp tới kinh cao, ví dụ như trong kinh A Hàm thì có bài kinh Đức Phật nói về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ thì Đức Phật nói là nếu người nào mà tu tứ niệm xứ một ngày một đêm, tâm không có bị lai chuyển, tức là luôn luôn chuyên dần ở trong tứ niệm xứ, thì người đó Đức Phật nói là họ sẽ giải thoát. Tại sao vậy? Bởi vì chỉ dụ như tứ niệm xứ mà quán thân bất cận, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, nhân dân đó. Thì khi mình quán như vậy, tâm mình cứ nhớ như vậy, thì tất nhiên đối với cái người mà tham sân si nó không dấy lên nữa, mà tâm không có dấy tham sân si thì lần lần nó yên định. Cho nên nói do nhớ cái đó mà mình được chánh định, được tam muội. Còn bây giờ như chúng ta tu mà theo kinh Đại Niết Bàn ở đây nói, nó là nhớ lục niệm đó, thì pháp tăng giới thí và thiên. Thì như vậy trong sáu cái niệm này, nếu là chúng ta khi dồn tâm trong đó, mình nhớ mãi, mình đừng có nhớ cái gì khác, thì đó cũng là sẽ được tâm tam muội. Nhưng có người họ không nhớ những cái đó, họ nhớ cái khác. Ví dụ họ nhớ cái gì? Ví dụ nhớ, cứ nhớ danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Nó ngồi đại tập cứ nhớ, hay cứ nhớ danh hiệu ra hoài, thì họ được chánh định không? Cũng được. Mà nếu bị chánh định rồi thì sao? Họ cũng từ từ được giải thoát, được chánh huệ, được giải thoát. Còn người họ nhớ đó, họ cứ nhớ, hay thở ra, hay thở vô ra, thì sao? Thì họ cứ được chánh định. Chánh định rồi họ cũng được giải thoát. Còn họ không nhớ những cái đó mà họ chỉ nhớ cái thân mình do ngũ uẩn tứ đại giả hại, cho nên nó không thiệt. Xét thấy xét lũ hoài, xét thấy ngũ uẩn này nó giả hại tạm có, rồi nó tan rạ như diễn như quá. Họ chỉ nhớ đó họ cũng được chánh định, phải không? Thành ra nó tâm nào cũng phát tu chứ không phải là mệt. Mà nó có chánh định rồi thì cũng có chánh vệ, mà có chánh vệ rồi thì được giải thoát, giải quyết thoát tiền não. Mà nói đầu tư nhớ ở bên thiền có một vị thiền sư, tức là ngài Tam Bình. Tam Bình những gì nữa, tên gì nghĩa gì thì đó, ngài Tam Bình để cái người có hỏi đạo hỏi câu gì đó, câu gì mà ngài lấy thầy chữ giả cái răng nào đó, thầy thấy thầy bắt
Thì anh nói là anh ra, nói con người làm công chức cho nên bệnh dạy phiền não nhiều, khó tu hành, hay là và thêm dạy cho con cái khác mà cứt dưới để thì không về con nhận lãnh cũng không thì được. Thì anh cần có tư dễ ông giả thì con không có được thật. Ông giả, rồi ông nói, mời vào tôi ra, mời vào tôi nói dưới cái gì hết. Rồi ông về, để tha ông lại. Lại là thầy sư trụ hay là anh thầy biển trời đó không hải và thượng qua thì hải thôi đó và thượng làm vậy hải thôi đó thì thầy thì biển trời thì anh ngay cũng thấy lấy cái thầy trẻ giả thì đang không sao thầy thầy mới với anh ngày mà có hải lại là thầy anh thấy như vậy thì thật là cái tâm tâm của thầy cái hai nói thầy không có nhớ tới không hải thôi đó thì ở thầy thầy cũng nói vậy rồi đệ tử thầy cũng làm vậy mà con không biết sao thì thấy ông ông thì giả đứng lên á thì lấy định mà bản lấy trí dễ mà nói nói vậy thì ông liền có đường vào thầy chính là chính biết là hữu thiên truyền học đó thì thấy những gì thấy những cái đó con như trà dễ mà thực là ý nghĩa thầy ca thì cũng cần chế làm gì niệm phật niệm phật cái làm gì để tâm mình định phải không niệm phật để tâm mình định thành để sâu chữ rõ trong cái răng cái chữ hành lấy định mà bạn cái định thì bạn như giờ cái tay gần cận cái đất trời giờ muốn nở cái vị trí phải làm sao cái nước mắt nước mắt đây cái nó nó lẫn rất là nở lên mới được thành ra dưới mà được giải thoát thì phải lấy định mà động cái chuyện này hết cái là lúc lắc nó cho cái thân về cái chuyện đấy chiếu mình nhỏ nó ra thì mới được giải thoát thì cái lấy cái câu chuyện giả lên văn là để gọi là lấy định thành động cái định thì động ra thì cái chuyện đấy chiếu mình nhỏ thì như vậy để như thế ra cái thiền nó có người như sư cứ dạy thiền rồi cứ dạy đến hơi thở rồi như sư ấy thôi đến thì ngày hai chúng ông là giúp đạt rồi thì lại nó là người đạt được cái thứ người mang ra người đạt được cái thứ chứ còn mình đến hay phải về đến ngày đến hai rồi đến ngày hai nó nhớ cái gì hết nhưng mà đây là chính niệm đạt nó mua được đạt nó mua đạt đó là để tâm mình đến đến hơi thở là do ra ngày hai cái mười đã cũng là để tâm mình đến phải không lấy tâm định đó để mà bạn bạn cái chuyện hả bạn vừa nói về thì lấy chú nhỏ hết cũng như hôm qua tôi nói lấy cái định để chặn đứng lại cái chuyện nhỏ rồi dùng chú vợ nhỏ như được hết thì như vậy đó như về cho pháp nguyện tập thì các tổ chức cho pháp nào cũng là phương tiện để tăng mình nó định mà tăng nó định về thì thế đó cũng dùng chú vợ mình nhỏ tới cái chuyện hả lên mới được. Chứ còn nếu tăng mà không định thì cái trí vệ mình quán được. Nói cái chỗ này thì quý vị, vị thấy là lạ. Mà tại sao nếu mình không định thì quán cái định như thường cái gì? Nhưng mà tăng là tạch nó, nếu tăng không định, quán nó không có cái sức mạnh. Chỉ vậy như bây giờ, chúng ta tu muốn cho giúp được cái sự linh hồn. Thì bây giờ mình phải giúp nhất cái linh hồn là con sư sư mà nhất là cái sư là cái vô minh cách cái ngã là thiệt như bây giờ mình con mình cứ bình thường giờ lát nó ơi thân này nó là vô minh do nó không thiệt mà do mình lầm cách nó là thiệt mình nghĩ là nó như vậy nhưng nghĩ nó là không có sức mạnh bằng khi mà mình ngồi thiền tâm mình thiệt định nó lạnh xuống rồi lúc đó mình khởi nó thì cái sức lớn nó mạnh mạnh bằng 10 lần, 20 lần mỗi khi mình đưa ồn nói mà. Còn mỗi khi ồn nói mình cũng nghĩ, cũng nói vậy mà nó không có sức mạnh. Còn khi ngồi thiền mà tâm nó định về, mình khởi quán thì mình có sức mạnh vô cùng. Cho nên cái lối tư trong nhà Phật thường thì nó định về, nó khởi về, hay là khởi quán để cho cái trí tuệ đó, nó dẹp vào nã. Nhưng nga cho cái vệ đó, cái vệ rằng khi mình mở tâm lên với ai đó, ví dụ ta chỉ nên mình nó chú là con chó nhưng mà cái mẹ ông ta mới lên mà cứ nhớ trong cái con chó lại thì lát rồi cái đà trước rồi nó cũng nhớ được nữa cho nên sau khi mình dùng cái con thân lại được rồi
Thì liền đó mình mới chết. Người ta nói mình không chết, mình đã thành chó chưa? Người ta nói mình không chó, mình đứng dẫn mình không về, đó là thành chó. Tại sao mình giận? Đó, có mình dùng trí, mình chết. Mình chết hẹn nó hề giận, vậy thì trời hề lý. Thì mình chết, mình giải thích được vậy. Thế là mình không có giải thích được như vậy. Thì mình đè nó hề, là buông ra, tôi nổi giận nữa. Thế mình chết nó là hành chưa? À, thì tất nhiên cái giận nó chứ nó thái thái quá. Cho nên nếu giận được cái chuyện nãy mới lên phải người bệnh. Nhưng mà bệnh được là nếu để bệnh không thì phải được suy. Và hạ suy mà suy thì cũng khá giải thoát. Cho nên không thì bệnh là phải quán chiếu, tức là dùng trí tuệ. Quán chiếu rồi thì tất nhiên cái mầm sinh tử nó mới giết được. Cho nên ở đây tôi nói rằng giải thoát tính bệnh là nó có quán pháp. Thấy các thái thường như con, đây đã là tính huệ. À, người có tính huệ, xa lìa tất cả kiếp tử, từ mã, đây gọi là giải thoát. À, như vậy, có giải thoát được là do cái quán, quán là nó biết được kiếp tử. Thì như cái kiếp ví dụ tôi nói đó, thì quý vị chắc kỹ sẽ thấy rõ vậy. Và khi mà mình nghe cái gì cá tai, bực bệ, mình giấy từ mã lên, thì lúc đó mình là người con, mình biết cạnh đó, tức là mình về hãng, hãng cho nó nổi giận, không cho nó thanh tham vân vân. Nhưng mà nếu mình càng kề ngay đó thôi, thì lát rồi mình buông ra thì nó cũng tham, cũng không lại như thường. Thì mình kế đó là phải dùng cái trí huệ, quán chiếu, xét cho thật kỹ, rồi thì cái tham nó mới tiêu hoàn, hai cái tâm nó mới hết. Vì vậy cho nên nó liên hệ với nhau, mình phải di chuyển vậy đó. Là từ chánh niệm, rồi tới chánh định, tới chánh huệ, rồi từ chánh huệ thì tới giải thoát. Nó có một cái liên quan với nhau, nó còn dài. Cho nên đây Đức Phật giải chung. Người được giải thoát, người chúng sanh mà khen ngợi giải thoát. Nếu mình được giải thoát rồi thì lúc đó mình mới khen ngợi giải thoát. Nói rằng giải thoát là thường hằng chẳng biến đổi. Đây gọi là tán thán giải thoát. Giải thoát chính là vô thượng đại niết bàn, đại bát niết bàn. Niết bàn chính là lễ tiền mã chứ tử đã tắt mất. Khi nào lễ tiền mã chứ tử tắt mất thì lúc đó gọi là lúc được niết bàn đó. Lại niết bàn gọi là nhà cửa, người có thể ngăn nghe giá tiền mã. Nghe là cái niết bàn nó an lành cũng như là cái nhà cửa. Nhà cửa thì che mưa gió thế gian, nước bàn là che mưa gió tiền mã. Mưa gió tiền mã không có thanh tạng được cái nhà nước bàn. Cho nên người được nước bàn là an ổn. Lại, nước bàn gọi là quy y, vì có thể qua khỏi tất cả những sự bố quý là trung trọ. Nên nước bàn thì mình qua khỏi tất cả những sự trung trọ, cho nên quy y, tức là nguyên tựa. Lại niết bàn gọi là cồn bãi, vì bốn căn thân lớn hơn đạo chẳng thể trải sâu. Những gì là bốn, tức là những gì là bốn căn thân hơn đạo. Một là dục đạo, hai là hữu đạo, ba là kiến đạo, bốn là vô minh đạo. Bốn cái đó là bốn căn thân dữ. Dục đạo là gì? Tức là đánh ngang cái dục giới, tức là ái kiến cái quả dục này. Rõ đây là dục đạo, cái đó như là một dòng sông lũ, nó cuốn mình sâu luôn rồi đó. Thì bây giờ, ví dụ chúng ta ở đây, nếu tôi nói tôi phải như nhà chùa, người nọ cần cách cho chùa, thì được dự ý mình, mình tạo cái vườn cũng được dự ý mình. Rồi thế thì mình thấy mình hài lòng để cái chùa dự ý, để cái vườn dự ý, rồi được một ít mấy đời dùng dự ý nữa, thì lúc đó mình thích không? Thích chứ mình không có đi đâu nữa hết. Cho nên khi chết rồi thì mình trở lại ở chỗ đó. Thì chỗ đó gọi là dục, dục thủ đó. Hay là dục ái đó. Do cái ái mà nó lôi mình ở trong cả dục. Cũng như người thế gian tạo ra con kiến. Con kiến rồi, rồi thương con kiến. Rồi thương tất cả những cái gì mình đã tạo. Cho nên khi chết rồi có thì cũng những miếng đó lôi mình trở lại trong cả dục. Thành ra cái những đứa đá nó lôi mình chẳng khác nào như mà tôm nước lũ á, nó cuốn hết tất cả nhà cửa đi. Vì vậy người nó là đạo. Hai là hữu đạo. Hữu đạo tức là tăng cả trời các giới, nghĩa là ra cái
mình thích những cái hình tướng tốt, những cái cảnh đẹp, cho nên mình không tâm cả trời sắc giới, thì cái đó nó cũng là một cái dòng nước lũ lên mình. Ba là kiến bạo. Kiến bạo tức là những cái chất kiến. Ví dụ mình nhận thế này, ta là đúng, ai nói vậy ta mình trái, mình ta người đó là bậy, là ngu si vân vân, thì có nhận cái định kiến của mình chắc đó, thì nó làm cho mình phải lưu ở trong cái dòng linh hồn không dứt, cho nên gọi là kiến bạo. Mà cái kiến bạo này là thế gian bị nặng lắm, chính người tu mình cũng không tính khỏi nữa. Bởi vì khi mình chắc kiến, bởi vì mình tên khác mà mình bác khác đó là kiến chính, bác khác mình bác đi, mình chê đi, thì cái đó cũng thuộc nằm ở trong kiến bạo. Thành ra mình phải biết rằng vì phương tiện muốn cho kẻ sơ cơ à đủ niềm tin, đó khi buộc lòng mình phải tha tự nó bác mình tu là ca, đó là cái phương tiện. Chứ còn nếu mình chắc chặt người khác mà là kiến chính, và những khác kia là dễ này kia đó, thì cái đó thuộc về cái cách kiến. Mà cách kiến tức là cái thấy hẳn than, mà thấy hẳn than thì nó bị chướng ngại, mà chướng ngại thì đó là giác của linh hồn. Cái thứ tư là vô minh đạo, tức là cái mơ mờ đó, nó làm cho mình lôi cuốn mình nó thanh dần sinh tử, không biết bao giờ ra khỏi, cho nên gọi là vô minh đạo. Như vậy bốn cái dần sau này nó không có cuốn được những người được niết bàn. Vì sao? Vì người được niết bàn đã tựa vào cái chỗ tồn đãi ăn ổn rồi, đến thân nó lo không được. Có vì vậy mà nói niết bàn là tồn đãi, ở niết bàn là kết quả về vì có phải được tất cả sự an lạc kết quả. Nếu có đại về pháp thành tựu đầy đủ mười pháp như vậy, thời giàu được thấy thực tánh mà chẳng rõ ràng. Khi được dạy rồi là thấy thực tánh nhưng cũng chưa được rõ ràng. Dịch tiếp. Đây Đức Phật nó chỉ định chỉ thuyết cho quý vị thấu đâu. Người xuất gia có bốn thứ định nên chẳng chứng được bốn quả trong môn. Cái gì mình còn bốn thứ định này nên chẳng chứng được bốn quả trong môn. Bốn quả trong môn là gì? Tu Đà Hoàn thì có A-la-hán đó. Bốn cái thứ định nó là định gì? Tức là định ác dục. Một là y phục dục, hai là thực dục, ba là ngạ cụ dục, bốn là hữu dục. Thì quý vị mà học cái này thì thấy dòm lại mình đang mang cái bệnh gì đây. Nếu mà còn có một bệnh trong đó thì tất nhiên là chưa có chứng được các quả tâm ngon. Rõ ràng bốn cái bệnh y phục dục. Cho nên nghe nói ngoài độ tốt tốt một chút thì biết cái đó là cái gì rồi. Nó ăn ngon ngon chút thì biết cái đó là cái gì rồi. Thấm đồ nằm rồi đặt ra chút thì biết cái đó là cái gì rồi. Còn thích cả cái cõi này, những cái gì đẹp cái cõi này thì đó là biết cái gì rồi. Là muốn trị hướng cái bệnh đó, Đức Phật dạy có bốn cái thứ thuốc. Một là phấn thở y khi mình y dục, tức là mặc cái y hành giả đất đó. Ai giả đất đó trị bệnh đó, thì ở đây đó hồi chưa ai trị thấy bệnh đó. Thằng đó chưa trị thấy bệnh đó, cho nên chưa chứng tu Đà Hoàn là phải. Thằng đó mình thấy, nghĩa là Phật dạy trị cái bệnh mà y phục dục. Để cho mặc cái áo rách, rất lượng từng cái miếng cái vẻ đó để mà giá lại. Thì hỏi chứ còn có lượng gì mà thích được đó. Rồi trị cái bệnh thực dục thì ngài dạy cho. Dạy đi thích thực. Thì thích thực bạn người ta cho gì ăn mới, không có ngon. Thì bây giờ mình không có thích thực được thì thôi nấu. Thì ông chỉ có ông nấu sao nấu. Chứ còn nếu mà mình rời bữa nay nấu gì dở thì tức là mình bị kẹt không có bệnh đó rồi. Còn thọ hạ thì trị bệnh ngạ cụ dục, tức là hồi xưa Đức Phật nói là mình xuất gia rồi thì không có nhà, cứ tối thì ngủ gốc cây và ngày bị thức thực, hoặc là vô rừng ngồi thiền, hoặc là vô nghĩa địa ngồi thiền, rồi tối thì kiếm gốc cây ngủ không có nhà. Vậy cho nên trị được cái bệnh mà cô dục. Còn bây giờ tôi thì
chẳng những có nhà mà còn có giường, rồi còn có nệm, rồi còn có màn, còn có nhiều thứ đó. Cho nên rồi sao? Rồi thì trị cái bệnh mà tôi vừa không được. Thành ra cái bệnh đó, thuốc rồi Phật cho đó mà mình trị không nổi, không dùng thuốc đó là nó bệnh nó đâu hết. Còn nếu mà thanh tâm tịch tịnh là phá được cái hữu dục, thanh tâm tức là thanh, không có ba cái là sát đạo dâm, tâm không có tham sân si, thì trị được cái bệnh dục hữu, cái quả dục. Thì như vậy quý vị thấy mình có uống thuốc của Phật không? Lại không uống thuốc cho mình bệnh đâu có hết. Bây giờ cứ nói tại sao tôi cứ lâu quá không mình Phật không chiến quả nữa. Tại vì thuốc không uống mà làm sao lành bệnh, không lành bệnh được thì sao hay gọi là người mạnh được. Đó, thì như vậy thấy lỗi đó là lỗi tại mình. Tôi lâu mà không được cái gì hết là tại mình đó, chứ không phải tại Phật. Đó là, đây gọi là bốn thứ thuốc từ bốn thứ bệnh. Gọi đó là thánh hạnh. Thánh hạnh này được gọi là kiểu dụng tri túc. Thì người làm như vậy đó là thánh hạnh, là kiểu dụng tri túc đó. Thì người tịch tịnh có bốn điều vui. Người được tịch tịnh thì có bốn điều vui. Một là xuất gia vui. Tức là khi mà được tịch tịnh rồi thì thấy xuất gia là vui. Hai là tịch tịnh vui, tức là chỗ vắng vẻ vui. Ba là vĩnh diệt vui, tức là hàng diệt được tiền não nó là vui. Bốn là tất cánh vui, tức là được cái vui tột cùng. Được bốn cái điều vui này gọi là tịch tịnh. Đủ bốn hạnh tinh tấn nên gọi là tinh tấn. Đủ tứ niệm xứ nên gọi là tính niệm. Đủ bốn hạnh tinh tấn tức là tôi nói hồi nãy là tứ tính cành đó. Đủ tứ thiền nên gọi là chánh định. Thấy bốn điều chân thật của thánh nên gọi là chánh huệ. Bốn điều chân thật tức là tứ đế đó, tứ thánh đế. Dứt hẳn tất cả phiền não kiếp tử gọi là giải thoát. Rõ các lỗi của tất cả phiền não gọi là tán tháng giải thoát. Ở đây Đức Phật lập cho đủ 10 cái nó để thấy rằng Bồ Tát tu 10 món này được thấy Phật tánh mà chưa phải là rõ ràng. Chỗ này Đức Phật dạy 10 điều khác hơn. Thiện Nam Tử Bồ Tát nghe kinh này rồi gần gũi tu tập xa lìa tất cả việc thế gian, đây gọi là kiểu dục. Khi nghe kinh đại Niết Bàn chúng ta gần gũi tu tập xa lìa việc thế gian thì gọi đó là kiểu dục. Đã xuất gia rồi chẳng sanh lòng hối hận, đây gọi là tri túc. Mình đi tu rồi lúc nào cũng hăng hái, mình vui mừng, rất là có duyên, rất có phúc, cho nên mình mới được xuất gia, mình mới được tu hành. Thì như vậy đó là mình tri túc rồi. Còn nói tôi là thù uổng đó, phải giờ nó nhàn lặn này lặn kia này kia đó, tức là hối hận. Mà hối hận thì đó là không tri túc. Đã tri túc rồi gần người gần ở nơi chỗ vắng vẻ rảnh rang, xa lìa chỗ ồn áo ồn ào thì gọi là tịch tịnh. Sau khi mình được xuất gia mình vui vẻ rồi mình ở chỗ chánh vẻ nữa thì đó là mình được tịch tịnh. Người chẳng tri túc, chẳng thích chỗ vắng vẻ rảnh rang. Luận về người tri túc, thời thường thích ở chỗ vắng vẻ, ở chỗ vắng vẻ rồi thường suy nghĩ rằng tất cả thế gian đều quả tôi đặng đạo quả sa môn, nhưng nay thiệt ra tôi chưa đặng, nay tôi sao lại chỉnh dạc mọi người nghĩ như vậy rồi siêng năng tu tập đạo quả sa môn, đây gọi là tinh tấn. Rồi sau khi mình con ở chỗ vắng vẻ, người ta nói đó thầy đã tu hành đàng hoàng đúng đắn, có thể được đạo quả. Nghe vậy là mình hỏi họ, người ta nói mình được đạo quả mình chưa được gì, không lẽ mình lừa họ, cho nên mình ráng mình tu cho được. Thì do ráng tu cho được đó mà gọi là tinh tấn. Gần gũi tu tập đại nhất bàn, đây gọi là chánh niệm. Từ thịnh thiên hạnh gọi là chánh định. Thiên hạnh tức là trong cái phẩm thiên hạnh ở trước á, an trụ chánh định này có tính kiến tính tri, đây gọi là chánh huệ. Người chánh tri kiến có thể xa lìa được kiến tử phiền não,
đây gọi là giải thoát đó. Thì như vậy Đức Phật chỉ cho mình từ cái sử dụng tri thức cho cái giải thoát, bây giờ tới xem giải thoát. Thập độ Bồ Tát người chúng sanh mà khen ngợi nước bà, đây gọi là 8 tháng giải thoát. Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp như vậy, dầu được thấy Phật tánh mà chẳng rõ ràng, mà tuy được 10 điều đó, thấy được Phật tánh mà cũng còn chưa được rõ ràng như Đức Phật. Đức Phật nói thêm cũng như 10 cái điều của Bồ Tát tu mà thấy Phật tánh chưa rõ ràng. Lại này, chữ năm tỷ luận về người sử dụng như có tùy theo chỗ vắng vẻ, ngồi nghe thẳng, chẳng nằm, hoặc ở dưới cội cây, hoặc ở trong gò mã, hoặc ở chỗ trống, tùy chỗ có cỏ mà ngồi trên đó, thích thực mà ăn đặn gì cũng là đủ cả, mà ăn đặn gì cũng đủ cả. Hoặc một lần ngồi ăn, chẳng quá một lần ăn. Thấy cái câu này nghe hơi khó hiểu. Hoặc một lần ngồi ăn, chẳng quá một lần ăn nó thế này. Bởi vì theo tăng luật thì chỉ cho rằng mỗi ngày ăn một bữa. Thành ra khi mà ngồi lại chỗ nào ăn thì chỉ ngồi một lần ăn một bữa thôi, chứ không có ăn ở đây rồi chạy tới chỗ khác thấy người ta còn nữa cái mình ghé vô mình ngồi thêm nữa đó. Thì cái đó là hai lần ngồi ăn hai bữa, nhớ vậy. Cho nên nó là một lần ngồi ăn một bữa thôi chứ không có quá. Chỉ chứa ba y, y phấn tảo, y bố, đây gọi là thiểu dục. Đã thực hành việc này trong lòng chẳng ăn năn, đây gọi là tri túc. Tu ta một không ta muội, đây gọi là tịch tịnh. Đặng bốn quả sa môn rồi tới với vô thượng bồ đề, tâm chẳng thôi dứt, đây gọi là tinh tấn. Chuyên tâm tư duy chánh tánh như lai là thường, không có biến đổi, đây gọi là chánh niệm. Tu bát giải thoát, đây gọi là chánh định. Đặng tứ vô ngại, đây gọi là chánh huệ. Xa lìa bãi thí lậu, đây gọi là giải thoát. Khen ngợi nhất bàn, không có 10 tướng, thì gọi là 8 tháng giải thoát. Nếu bà không mười tướng gì, một là không tướng sanh, hai không tướng già, ba không tướng bệnh, bốn không tướng chết, năm không tướng sắc, sáu không tướng thinh, bảy không tướng hương, tám không tướng xúc, bảy không tướng vị, chín không tướng xúc, mười không tướng vô tường. Thì Niết Bàn thoát ra khỏi 10 cái tướng đó, cho nên nó nói là Niết Bàn là giải thoát. Xa lìa 10 tướng này thì gọi là Đại Niết Bàn, đây gọi là Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp như vậy, dầu được thấy thực tánh mà chẳng rõ ràng. Và nó ví dụ thế, từ cái thấp lên cái cao, Đức Phật ban đầu chỉ cho sử dụng là gì, tức là tùy theo ở chỗ vắng vẻ, rồi nó thẳng, chẳng nằm ở dưới cội cây và ở gò mã chân dân đó. Rồi tới chỗ đó tới thức thịt được một ăn gì cũng tốt cũng đủ hết, chứ không có đòi hỏi rồi ăn một bữa rồi chỉ mặc ba y, một là y phấn tảo, hai y bố đó. Cũng như vậy đó, rõ đó là được thủ dục đó. Rồi từ thủ dục đó rồi cố gắng thực hành mãi không ăn năn. Tại sao có cái ăn năn trong này? Là bởi vì khi như vậy là hơi khổ hạnh, phải không? Và ăn uống thì kham khổ, ở thì không có nhà cửa, ngủ thì ngủ cội cây, mặc y thì y dễ đất. Cho nên là có nhiều khi đông ra hơi nản. Nản tức là khổ hạnh, chứ mình khổ hạnh quá, người ta không biết lợi gì. Cái đó hơi thối chí thì cái đó là khổ hạnh. Và mới làm như vậy mà lúc nào cũng vui vẻ, cũng thích thú làm hoài thì gọi là tri túc. Và nếu mà có cái khổ hạnh thì thường bất tri túc rồi đó. Rồi do đó là tu cái tam không, nghĩa không tam muội, tức là quán tất cả các tướng đều không thật. Đó, là quán như vậy thì tất nhiên thân tâm được tịch tịnh.
rồi từ từ mới chứng được bốn quả sa môn. Tôi chứng được bốn quả sa môn rồi mà vẫn tiến tu theo đạo Bồ Tát chứ không dừng lại thì đó là đạo tinh tấn. Mà chuyên tâm mà tu duy cái tánh Như Lai là thường, tức là luôn luôn để tâm thấy cái Phật tánh mình là thường, là bất biến vân vân, nhận cho ra cái đó là chánh niệm. Thì như vậy ở đây cái chánh niệm này nó khác hơn cái chánh niệm của đoạn trước. Ở trước nếu mà nói tâm và nghĩ nhớ sáu cái Phật pháp tăng giới thí thiên thì đó lại là chánh niệm. Ở đây thì khác hơn, tức là nhớ được cái Phật tánh bất tâm bất diệt của mình thì đó là chánh niệm. Thì như vậy cái chánh niệm này nó vươn lên, nó khác hơn cái chánh niệm ở trước. Tư pháp giải thoát gọi là chánh niệm, đặng tiến về ngạ, tức tiến về ngạ viện á thì gọi là chánh vệ. Ta lìa tất cả những cái đó thì sao được như bà cứ như vậy mà về tác cũng vẫn thấy Phật tánh không được rõ ràng. Đây Đức Phật cũng giải thích thiện nam tử vì cha dục ham gần gũi đức vương quan lớn trưởng giả các đế lợi bà la môn tỳ xá tử bà tự xưng là tôi đặng quả tu đại hoàng những đến quả a la hán. Những cái người mà họ tới nơi này nơi kia học thôi, đây là tôi nói để quý vị nhận cho ra cái chỗ tu hành. Những người nào mà tới rất vương quan lớn tưởng giả vân vân mà qua làm tôi chính cái này tôi chính cái nọ tôi chính cái kia hay là trong ba bốn quả từ quả tu đại hoàng đến quả a la hán khoa với họ là mình chính, thì cái đó là cái người đa dục chứ không phải là người chân chính. Mà ở thế gian này có những cái việc đó nó đang thiện hành. Người này tu khoa mình đã chính cái này, khoa mình chính cái kia để cho người ta cúng dường cung kính mình, thì những người đó đều là bệnh hết chứ không phải là chân chính. Vì vậy hồi xưa Đức Phật cấm các thầy tỳ kheo không cho dừng thành thông. Giờ mình chứng quả được thành thông mà cũng không cho dừng. Vì sao vậy? Vì dừng đó cái nó ông này chứng quả vừa làm bánh cúng dường, còn mấy ông không có thành thông rồi họ bỏ hết. Thành thử là như vậy là để cho người ta, nếu dừng đó là cũng như để cho người ta kính trọng mình. Rồi kính trọng mình thì tất nhiên mình được lợi dưỡng, thì đó là cái không có. Cho nên Phật cấm không cho dừng. Thành đã thấy chưa ai. Vì vậy mà các thầy tỳ kheo có nhiều khi có thành thông mà dừng ca của ta và đi cũng phải lội bộ như thường, không được dừng thành thông, dừng là phạm luật đó. Và mình bây giờ chưa có thành thông mà còn muốn khoe trước, khoe mình có cái này khoe tới kia cho tới những giấc mộng mơ hồ mà chúng ta ra khoe dừng với nhau, thấy không? Rồi đó, rồi như vậy tức là để cho nó trở thành một cái không hay. Vì vậy cho nên chúng ta phải về dặn cái chỗ đó là ngay Đức Phật nói cái tên này để thì quý vị chịu khó để ý cho ta. Vì lợi dưỡng nên đi đứng ngồi nằm nhẫn đến đi đại đi tử, mà nếu thấy đàn việc đến vẫn chờ hỏi chứ trả chuyện giảng bố trí từ đâu gặp thôi thì người nói cũng thế quá, thì cái đó là cũng bệnh bệnh đó. Cái đó cho nên khi nào đáng chứ thì cứ biết là không đáng được cái bình thường tiếp chứ mà lúc nào cũng cứ nào giảm được cũng là vui vẻ chuyện giảng hòa đó, thì cái đó là không tốt đó. Về phá ác dục gọi là tử dục, vào người này chưa có thể phá hoại tiền não khí sử nhưng có thể bằng hành vi của Như Lai, đây gọi là tri túc. Người mà phá được cái ác dục thì gọi là sử dụng. Tuy người đó họ chưa có thể phá hết kiết sử từ não nhưng mà họ có những cái hành động giống như Phật, cho nên gọi họ là tri túc. Và như vậy thì có sử dụng có tri túc rồi thì tất nhiên sẽ có cái gì để phải dạy thêm. Này thiện nam tử, nghe pháp như vậy
bèn là nhân duyên gần của chánh niệm chánh định, thường được sư trưởng bạn học khen ngợi, tâm các kinh Phật cũng thường ngợi khen tán thán tôn trọng pháp như vậy. Nếu có thể đầy đủ hai pháp này thì được gần gũi ngôn đại niết bàn và năm điều vui, đây gọi là tịch tịnh. Người giữ giới đền chắc gọi là tinh tấn, người có tàn quý gọi là chánh niệm, tàn quý tức là hổ thẹn, chẳng thấy tâm tướng gọi là chánh định. Tâm tướng là gì? Quý vị chết thì ta chẳng thấy tâm tướng làm sao? Như vậy mình đã thấy tâm tướng không? Tâm tướng tức là tướng của tâm. Thường thường á, mình ở đâu á, thì cái tướng của tâm nó dấy lên liền liền. Mỗi một niệm khởi là cái tướng nó hiện ra. Vì niệm khởi là nó dinh theo sáu pháp trần. À, nó pháp trần, Đức Phật đã gọi là trần, tức là có sự chướng ngại. Mà chướng ngại tức là có tướng, là tại cái mắt mình thơ, mình không thấy. Cho nên niệm khởi tức là có tướng. Mà nếu cả ngày thân mình không có niệm khởi thì tất nhiên không có tướng, thì gọi là chẳng thấy tâm tướng. Và chẳng thấy tâm tướng đó mới gọi là chánh định. Chẳng cầu tánh tướng nhân duyên của các pháp thì gọi là chánh huệ. Tức là đối với các pháp mình biết nó như quyển, cho nên không có nó tánh nó là thiệt, tướng nó là thiệt, nhân duyên gì gì hết mình biết nó không thiệt rồi, thì không có tường tướng, không có phân tích, không có chia sẻ, không cố chấp, cho nên gọi là chánh huệ. Vì không có tướng nên phiền não dứt, đây gọi là giải thoát nữa. Đối với tâm mình nó không có lý niệm cho nên nó không tướng, ở không tướng cho nên không phiền não đó, mà không phiền não thì gọi là giải thoát. Khen ngợi kinh đại niết bàn này thì gọi là tán thán giải thoát, vì kinh đại niết bàn là giải thoát mà mình khen ngợi nó thì gọi là tán thán giải thoát. Như vậy đây gọi là Bồ Tát an trụ mười pháp, dầu được thấy Phật tánh mà chẳng rõ ràng. Tiếp ở đây là ngài Kỳ Tử Hống, ngài mới hỏi thêm tức là Phật ngài lặp lại cái câu hỏi trước của ngài Sư Tử Hống đó. Nói rằng ngài Sư Tử Hống này hỏi rằng, nói là hàng Phật tử Bồ Tát dùng con mắt gì thấy Phật tánh không rõ ràng, còn Phật dùng con mắt gì thấy Phật tánh rõ ràng? Đó là câu hỏi của ngài Sư Tử Hống. Đây Đức Phật lặp lại sẽ trả lời cho thấy rõ cái ý. Đức Phật trả lời rằng do huệ nhãn mà thấy Phật tánh thời chẳng được rõ ràng, dùng Phật nhãn mà thấy thời được rõ ràng. À, bởi vì ở trong kinh thường nói có ngũ nhãn lục thông đó. Ngũ nhãn thì phàm phu gọi là nhục nhãn, chư thiên gọi là thiên nhãn, có hàng thanh văn gọi là dị nhãn. Dị nhãn à, pháp nhãn, còn hàng Bồ Tát gọi là dị nhãn, một còn Phật thì Phật nhãn. Nhưng mà Phật không phải Phật nhãn không? Ở dưới á, ở cấp dưới thì chỉ có được một thôi. Ở lên cấp thứ hai cũng được thiên nhãn, thì người ta có cả nhục nhãn và thiên nhãn. Cấp thứ ba thì để pháp nhãn thì có cả pháp nhãn, thiên nhãn và nhục nhãn. Thứ tư thì có cả bốn, thứ năm nữa cùng cả năm, cho nên nó tập nó đầy đủ năm con mắt đó. Còn phàm phu thì chỉ có một, còn người ta còn hàng Bồ Tát thì chỉ có bốn, nhị thừa chỉ có ba, thiên thì chỉ có hai. Ở đây nói gì Bồ Tát dùng cái tuệ nhãn mà thấy, cho nên thấy không được rõ ràng. Đức Phật dùng cái Phật nhãn mà thấy, cho nên thấy được Phật, thấy rõ ràng. Đó là giải thích cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, vì hạnh bồ đề thời chẳng rõ ràng, nếu vô hành vô tác thời được rõ ràng. Đúng ra vì hành bồ đề chứ không phải hạnh. Vì hành bồ đề thời chẳng rõ ràng, nếu vô hành vô tác thì được rõ ràng.
vì Bồ Tát còn thấy mình tu, còn thấy mình đợi chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, tâm hạnh chưa viên mãn, cho nên chưa có thấy Phật tánh rõ ràng. Còn đối với Phật, các ngài đã viên mãn cái hạnh độ tha và tự độ rồi, cho nên trong cái độ tha tự độ các ngài viên mãn, làm mà không còn thấy mình làm, tạo mà còn không thấy mình tạo, cho nên vô hành vô tác, thì như vậy đặc biệt vậy mới thấy rõ ràng. Thật trụ nơi thật trụ, thời giàu thấy mà chẳng rõ ràng, nếu chẳng trụ chẳng đi thời thấy được rõ ràng. Nếu mà Bồ Tát còn an trụ nơi thật trụ của mình, quả vị thật trụ mình không chịu tiến lên nữa, thì tức là thấy Phật tánh không rõ ràng. Nếu những vị nghĩa là không còn chấp, không còn trụ ở hàng thật trụ, tức là vươn lên trên, không còn chấp trước đó, thì như vậy hàng đã mới thấy rõ ràng. Đại Bồ Tát vừa nhân trí huệ nên thấy chẳng rõ ràng, khi Phật vừa giết nhân quả nên thấy rõ ràng. Ở đây nói là Bồ Tát, vì Bồ Tát thì nặng về cái trí quán quyết, bởi vì có quán quyết cho nên còn lao nhập, vì còn lao nhập cho nên thấy không được rõ ràng. Còn Bồ Tát thì còn Phật, vì cái đã viên mãn, đến đây đã viên mãn cho nên dứt cái nhân quả. Bồ Tát vì cái nhân chưa có viên mãn cho nên chưa có được cái quả, mà chưa được cái quả cho nên còn ở trong cái đối nhân quả mà nói. Còn Phật vì viên mãn cho nên không còn cái nhân quả, vì vậy cho nên nói Phật vì dứt nhân quả nên thấy rõ ràng. Được nhất nhất giác gọi là Phật tánh, người mà giác được tất cả thì gọi là Phật tánh. Thật sự Bồ Tát chẳng được gọi là nhất thiết giác, nên giàu thấy mà chẳng rõ ràng. Là khi nào nó được Phật tánh viên mãn là lúc đó là giác ngộ viên mãn. Giác ngộ viên mãn cho nên gọi là nhất thiết giác. Còn Bồ Tát chưa viên mãn cho nên đâu có được gọi là nhất thiết giác. Bởi vậy cho nên không có nói rằng không thấy rõ ràng. Này thưa năm tử, thấy có hai thứ, một là con mắt thấy, hai là nghe thấy. Cái thấy cái hai thứ này mình thường thường á, thì mình chỉ nói mắt thấy, mà mình ít cứ nói nghe thấy, mà ở trong kinh lại nói nghe thấy nữa. Như Phật con mắt thấy Phật tánh như con trái cây trong lòng bàn tay, trong bàn tay là thấy Phật tánh rõ ràng, như là mình dòm trong cái bàn tay, mình để cái món đồ trong bàn tay dòm thấy thường tận, không còn cái gì mờ vực. Còn hàng thập tử Bồ Tát nghe thấy Phật tánh, nghe thấy Phật tánh nghe không rõ ràng chứ, phải không? Ở đây thứ nên chẳng rõ ràng, đây thứ chỉ chẳng đó, thì quý vị thấy rõ, nghe cái gì mà do mắt thấy thì thấy mới rõ ràng, còn cái gì do tai thấy thì thấy không rõ ràng. Thường thường mình nói tai nghe, ở đây dùng nó tai thấy. Ví dụ như bây giờ có vị nào mà đi lên Nhật, thấy cái thành phố Nhật thì người đó thấy rõ ràng. Thì có cái vị khác họ không đi lên Nhật, họ nghe người khác mô tả cái thành phố Nhật thì họ nghe cũng như họ thấy vậy, họ tưởng tượng như họ thấy là kịch tả làm sao ta, nhưng mà rõ ràng bằng cái người thấy không và nó cứ nghe lại cái cảnh đó mà nó không bằng cái mắt thấy, cho nên không được rõ ràng. Thật tự Bồ Tát dù có thể tự biết quyết định đặng vô tận Bồ Đề mà chẳng biết được tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đó là đối với hàng thập tự Bồ Tát thì quả quyết rằng mình thế nào cũng được thành Phật, cái đó là chắc chắn, nó là không còn lưu trực. Nhưng mà đối chúng sanh thì nghe không biết họ có giữ Phật tánh để mà họ tu thành Phật hay không, cho nên nó là chưa được rõ ràng. Ngài Thiện Nam Tử lại có con mắt nó thấy như chư Phật cùng Phật tử Bồ Tát, con mắt thấy Phật tánh, lại có nghe thấy như tất cả chúng sanh vẫn đến cử tự Bồ Tát nghe thấy Phật tánh. Tự tử dụ như Phật và Bồ Tát Phật tự do tự tu chính mà thấy được Phật tánh. Còn từ cử tự để trải xuống phạm phương chúng ta đối Phật tánh thì mình sao? Mình nghe thấy chứ mà mình ít có mắt thấy. Nghe đa số nghe Phật nói vậy, diễn tả vậy là mình tin,
nhận à, như vậy mình có Phật tánh như sự thật mình chưa có thấy rõ ràng Phật tánh mình ra sao, mà mình do cái nghe đó mà mình tin nhận, mà do tin nhận cho nên gọi là nghe thấy à, nghe thấy Phật tánh. Bồ Tát nếu nghe tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chẳng sanh lòng tin thì chẳng gọi là nghe thấy. Nếu mà nghe chúng sanh có Phật tánh mà mình không tin thì chưa gọi là nghe thấy, còn nếu mình tin được thì gọi là nghe thấy. Thành thử là tưởng tượng như mình bây giờ mình chưa có thấy tất cả chúng sanh có Phật tánh, nhưng mà nghe Đức Phật nói tất cả chúng sanh có Phật tánh và tự mình nguyện chết của mình nhận ra, mình tin được thì cũng gọi mình là nghe thấy Phật tánh. Nếu có chuyện nam tử thì nữ ngon muốn thấy Như Lai nên phải tu tập 12 bộ kinh thọ trì tập tịnh viên chép giải thuyết, đó là cái Phật chết Phật tiết.